Ta-da! Nhoi Seo, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cô Ý Ca. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá chuyện trong tuần thứ 2, tháng thứ 8. Ta sẽ có những gì các bạn? Rất là nhiều bộ chuyện mới mình tiến hành review trong video lần này nha các bạn. Chúng ta sẽ có đây là Kumi nữ hằng sợ giao tiếp tập 23, tập 24. Chúng ta có Episode nha các bạn của tác giả Boichi, phiên bản tiếng Việt luôn. Mình sẽ review luôn cả phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Nhật nha các bạn. Chúng ta có tiểu thuyết về Lao nha các bạn, hành trình phát triển từ lúc nhỏ tới lúc lớn của Lao. Chúng ta chào mừng sự trở lại của tập 9, bài Family, gia đình điệp viên, phiên bản thơ, phiên bản giới hạn kèm theo quà tặng nha các bạn. Chúng ta chào đón tập 2 của ngày nghỉ ngày phản diện nha các bạn, ngày nghỉ của ngày phản diện. Và chúng ta sẽ có tập 1 của Lyra Lao Rainer và kèm theo quà tặng luôn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review kỹ hơn về từng tập truyện nha các bạn. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá bộ sách One Piece Episode 2 nha các bạn. Đây là bộ tiếng Nhật, mình có video review riêng rồi. Đối với bộ tiếng Nhật thì chúng ta sẽ có mỗi quyển sẽ có OB nè. À đây có hobby của quyển tiếng Nhật, rồi mỗi quyển chúng ta sẽ có một cái bìa rời được cán bóng hết nha các bạn. Bên Nhật thì bán bộ này mình mua thì không có quà, mình không biết trước đó thì có quà hay không mình không rõ, nhưng mà lúc mình mua thì sẽ không có quà nha các bạn. Đây là phần bên trong nè. Đối với bản tiếng Nhật thì nó sẽ có đây trang gọi là poster gặp đấy các bạn, hai mặt, mỗi cuốn được có hai mặt. Còn đây là lịch phát hành ở bên Nhật, chuyện được in trên giấy shop bình thường trắng đen và không có trang màu nào hết. Còn quyển thứ hai cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có hai trang màu nha các bạn, và cũng là in trên giấy shop. Rồi bây giờ chúng ta để quyển tiếng Nhật sang một bên, bây giờ chúng ta cùng khám phá phiên bản tiếng Việt sẽ có những gì các bạn. Đây là box set 2 tập 70.000, như các bạn mua chiếc khấu thì có thể quanh xuống tầm 65.000 hoặc dưới luôn nha các bạn. Đây là cái phiên bản tiếng Việt thì không có OB nha. Mỗi quyển thì sẽ có một cái bìa rời và tặng kèm một cái bóc kẹt khổ lớn nha các bạn. Đây là hai cái bìa của phiên bản tiếng Việt. Bên trong thì chúng ta sẽ cũng có tranh màu gặp giống như phiên bản tiếng Nhật, chuyện được in trên giấy shop bình thường và không có thêm tranh màu nào hết. Ây quả quyền, anh trai của Luffy mũ rơm, quá khứ chưa từng được biết đến của chàng trai khắc trên mình cái tên huyền thoại là gì? Bạn đang cầm trên tay chuyển thể của novel One Piece chuyện về ấy, cứu Firu kỳ hỉ được bắt đầu từ đêm trước khi hành lập băng hải tặc Sparta. Khống họa chăn dung hực của chàng trai đã viết lên một ngọn lửa rực cháy được vẽ bởi ngồi bút nóng bỏng của họa sĩ hiếm có khó tìm Boichi. Ngoài ra trong series này còn bao gồm cover comic Rora Roro bài chặn và tái hiện chương 51 và nguyên tác Nami với Caliva, tái hiện một trong những pha chiến vô cùng gây cấn kịch tính và không thể bỏ qua nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ video với mình. Xin chào và hẹn các bạn trong video lần sau.